Thiên hứa. Máy kia quay còn pin lên đây. Máy này cục gạch, không có wifi. Thấy giờ cái máy to của anh ấy. À, thì máy này không có wifi, không có 3G. Máy xếp cho chồng ôi. Chị về đề xuất cho em cái máy này từ đời xếp vào chồng xếp khoảng này 5 năm. Thế thì chị khi nào chưa hết khấu hao thì thôi. Này có thể bút sơn 3 cây xi măng bút sơn. Chạy như này chẳng về sớm thì về muộn. May không phải thằng khách nào phải đợi. Chó cứ xuống mà người cứ đi. Mày bớt ngay câu này cho con Trang. Mày bớt ngay câu này cho con Trang. Chị bỏ đi. Cái đằng đó thì chết. Chó cứ xuống người cứ đi. Được vào nhà máy xi măng bút sơn một cây. Cô, em lại không có sơn xịn lần này đâu. Ta phải đi gọi lại cho chị đây xem thế nào. Dạ vâng. Nhà máy xi măng bút sơn rất là bụi. Xong thì xong luôn, mình giờ xuống thì đợi thôi. Như anh đi bộ nhé, cháu xuống đi sẽ đi. Cuối năm đi chụp tết nhà máy. Đây là một nhà máy ở Lâm Định, các anh chị được làm việc. Đây nhà máy rất là rộng và to, thuộc có tiếng ở Nam Định. Chưa, em xin phép chào chị nhé. Đây nhà máy rộng rãi và cây cối rất là xanh mát. Cuối năm mà thì chúc Tết rồi. Anh em ra cổng nha, bye bye. Thì máy đi chúc Tết chỗ khác đấy. Thời gian gấp rút, mỗi năm mỗi nơi một tí. Của Hà Nam. Hôm nay nhà mình đi chúc Tết nhà máy này. Nhà máy rất rộng và to lớn. Cô ở nhà vệ sinh ở đâu cô nhỉ? Nhà
máy cuối năm rồi, những đơn hàng nhà máy rất là công suất rất là nhiều. Alo.